bệnh kinh trùng đường máu trên gà. Hello, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ Thuy Vũ Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp cho hàng triệu bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái video clip chia sẻ với các anh chị cái bệnh kinh trùng đường máu trên gà. Thì như anh chị đã biết, khi đàn gà của anh chị bị kinh trùng đường máu thì nó gây ra rất nhiều những cái hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Đàn gà sẽ có hiện tượng là gầy và còi cọc, chậm lớn, thời gian nuôi kéo dài, thế rồi chi phí cho thức ăn chăn nuôi tăng cao và chi phí cho thuốc thú y tăng cao, và anh chị nuôi kéo dài thì sẽ tốn rất là nhiều những cái chi phí phát sinh ngoài luồng khác, như vậy mà cái lợi nhuận của anh chị sẽ bị giảm đi, thậm chí là anh chị sẽ bị lỗ rất là nhiều. Và thì cái bệnh này nó có một số những cái đặc điểm mà anh chị có thể nhận biết cho tôi như thế này. Khi mà anh chị nhìn cái đàn gà của mình nó có hiện tượng là màu tích nó nhợt nhạt. Vâng, vì kinh trùng nó phá hủy cái hồng cầu dẫn đến là cái con gà nó bị thiếu máu, màu tích thì nhợt nhạt này. Thế thứ hai nữa là gì ạ? Cái thứ hai là khi mà anh chị mổ ra thì sẽ có một số các cái triệu chứng điển hình, ví dụ như là khi lột da ra thì cái khu vực cơ lườn bị xuất huyết này. Thế rồi thì cái gan của cái đàn gà của anh chị nó sẽ có hiện tượng là xuất huyết này. Đấy. Thế rồi thì thận nó sưng và cũng xuất huyết. Đấy, thế rồi nếu nó cái phép xong các cái vấn đề của E. coli thì sẽ có hiện tượng là tích nước màu vàng, thế rồi phủ fibrin trên khắp các cái cơ quan nội tạng của đàn gà. Rồi một cái đặc điểm rất là dễ nhận biết của cái đàn gà kinh trùng nữa đó là khi mà anh chị cắt tiết thì máu nó không bị đông, vì cái kinh trùng máu nó phá hủy cái hồng cầu, nó làm cho cái máu con gà nó không bị đông. Và cái đây là một cái đặc điểm rất là dễ nhận biết khi mà anh chị chẩn đoán cái đàn gà này. Và cái quy trình phòng bệnh thì cái bệnh này là một cái bệnh mà cũng thường xuyên liên tục, đặc biệt xảy ra ở cái khu vực miền Bắc chúng ta, khi mà cái mùa hè thời tiết nó mưa nhiều vào cái những cái hộ gia đình mà có cái tỷ lệ muỗi nó nhiều. Đấy, khu vực chuồng trại mà có muỗi nhiều thì anh chị sẽ rất dễ gặp cái bệnh này. Vâng. Đấy. Thì khi mà phòng bệnh thì anh chị hãy chú ý cho tôi là trước tiên anh chị hãy phát quang cái bụi rậm ở xung quanh cái chuồng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh chị sẽ khơi thông những cái cống nước rãnh tù, bởi vì ở đó thì muỗi nó sẽ đẻ trứng và nó sẽ lở ra rất là nhiều muỗi. Thì cái thứ hai mà anh chị phòng bệnh đó chính là cái vấn đề phun thuốc muỗi định kỳ cho tôi. Và khi bây giờ trên thị trường thì có rất nhiều những dòng thuốc muỗi, ví dụ thuốc muỗi của Anh, thuốc muỗi của Đức, nhưng mà khuyến cáo các anh chị hãy mua thêm một cái chai bám dính để anh chị có thể hòa lẫn vào những cái dòng thuốc muỗi đó để anh chị phun, thì cái thời gian nó sẽ được lâu hơn so với anh chị phun thông thường. Và cái thứ ba nữa là anh chị hãy phòng cho tôi định kỳ bằng những cái sản phẩm sulfamolo, sulfadimethoxin, đấy những cái sản phẩm mà có thể trị được các cái phòng và trị được các cái bệnh kinh trùng máu. Đấy. Thì tiếp theo là cái điều trị. Vâng, điều trị thì khi mà đàn gà của anh chị có hiện tượng của kinh trùng thì anh chị có thể sử dụng một trong hai cái phác đồ sau mà tôi đã thử nghiệm gần 15 năm nay và cho những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Cái đầu tiên thì anh chị có thể sử dụng cho tôi cái phác đồ này. Cái phác đồ là sử dụng cái Famechim. Famechim đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của công ty chúng tôi. Thành phần của nó là sulfamolo 48% và sulfamolo, và trong này đã có enzo 20%, trong này đã có vitamin K cầm máu chống xuất huyết. Và thì anh chị sử dụng cái sản phẩm này, sau đó anh chị kết hợp cho tôi thêm với một cái sản phẩm hạ sốt. Vâng, cái cảm cúm hạ sốt này. Đây, cảm cúm hạ sốt. Vâng, vì đàn gà bị kinh trùng máu thì con gà nó sốt rất cao, anh chị chắc chắn phải sử dụng đến cái sản phẩm như này. Vâng. Và sau đó là anh chị có thể sử dụng cho tôi cái sản phẩm axit hữu cơ chứa 42 axit amin, 42 thành phần axit amin và các vitamin, thế rồi thuốc bổ. Đấy, giúp cho cái đàn gà nó mau hồi phục và có thể tăng cường cái chức năng giải độc của gan thận. Vâng, Amilovitan, đây sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và cái phác đồ thứ hai mà tôi muốn giới thiệu anh chị đó chính là các anh chị có thể sử dụng cái Famechim. Đây, cái Famechim Famethoprim. Đây là cái sản phẩm có chứa thành phần sulfamolo và trimethoprim. Vâng, sau đó anh chị kết hợp cho tôi với hạ sốt, vẫn phải hạ sốt. Vâng, hạ sốt, cảm cúm hạ sốt. Vâng, và anh chị cộng cho tôi với cái Amilovitan này. Vâng, thì anh chị điều trị cho tôi từ 3 đến 5 ngày thì đàn gà của anh chị sẽ khỏi và màu mã sẽ đỏ trở lại. Vâng, nếu như đàn gà của anh chị đang có dấu hiệu của kinh trùng thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0979407374, tôi sẽ tư vấn cho anh chị. Vâng, nếu như anh chị thấy cái video clip của tôi hay và nghĩa thì hãy chia sẻ đến các hội nhóm chăn nuôi để nhiều bà con chăn nuôi nhận được nhiều giá trị hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong cái video clip tiếp theo của tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị.